Ngày hôm nay, bên Ấn Độ đang cho mở cửa trở lại. Phan 19 Trai Thiên đang được giảm xuống. Đã hai tháng rồi, tới ngày hôm nay mới được giảm xuống về COVID-19 ở bên Ấn Độ. Bên Ấn Độ liên tiếp bị nhiễm COVID-19 rất là nặng, sau khi đó thì chết rất là nhiều. Ngay bây giờ bên Ấn Độ bắt đầu cho mở cửa trở lại chút xíu. Mới vừa tháng rồi thì bên Ấn Độ có khoảng chừng 400.000 người nhiễm COVID-19 mỗi ngày. Of and có nhiều hình ảnh chiếu cho chúng ta xem, nhìn thấy những nhà thương quá đông người bị nhiễm rồi cũng thiếu rất là nhiều về những cái bình oxy. Tới ngày hôm nay thì số người chết và số người nhiễm COVID-19 ở bên Ấn Độ nó đang được giảm xuống. Chính phủ của bên Ấn Độ họ đang kiếm cách để bắt đầu mở lại kinh tế ở bên đây.

But today, some and shops are to Và ngày hôm nay bên Ấn Độ cũng có một mớ cơ sở làm ăn cho mở cửa trở lại. Và ngay bây giờ cũng về di chuyển trong thành phố, những xe cộ cũng cho chạy lại một chút xíu ngay bây giờ. But rates are still low, with less than... Và trong lúc này, số người chích thuốc ngừa hiện tại bên Ấn Độ vẫn còn rất là thấp. 5 of more than 1 fully Tính ra là chỉ khoảng chừng 5% thôi, số người bên Ấn Độ đã chích thuốc ngừa. Theo của bên Ấn Độ, họ báo cho biết với tỷ như mà bị lây nhiễm lên một lần nữa bên Ấn Độ thì sẽ rất là nguy hiểm bên Ấn Độ kế tiếp.